Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là bản tin Thu Thủy hạnh phúc mặc váy cưới lần 2. Xuất hiện trong Việt Nam Top Hit số 30, Thu Thủy rạng ngời và nở nụ cười hạnh phúc khi diện váy cưới trên sân khấu. Mang đến một tiết mục lãng mạn kể về câu chuyện tình yêu có thật của chính mình với ca khúc Ngày của đôi ta được ca sĩ Duy Anh viết tặng. Đây là lần đầu tiên Thu Thủy trình diễn và thể hiện ca khúc này trên sân khấu như tái hiện và tôn vinh kỷ niệm ngày cưới của mình. Đây cũng là ca khúc kỷ niệm cho tình yêu hơn 12 năm của Thu Thủy cùng người chồng của mình. Thu Thủy hạnh phúc mặc váy cưới trên sân khấu. Ngoài ra, Việt Nam Top Hit số 30 còn đặc sắc và hấp dẫn bởi sự hội tụ của các ca khúc hit đạt hàng triệu lượt nghe mà mỗi ca khúc là những bản phối mang phong cách âm nhạc khác nhau. Nếu như bản hit Lẻ Loi gây sốc kéo dài từ Valentine đến thời điểm hiện tại của nhạc sĩ ca sĩ trẻ Châu Đăng Khoa trong chiếc nhạc Tropical House, thì Tan vào nhau mãi mãi của hàng Billboard cũng là lẫm và bắt tay với phong cách nhạc chill out. Châu Đăng Khoa, hàng Billboard. Cặp đôi Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương gây sốc trong thời gian qua. Với thời thanh xuân sẽ qua, bản tình ca khó quên với giai điệu country và thêm một chút điệu rock. Với thành công của thời thanh xuân sẽ qua, cho thấy độ ăn ý ngay từ lần đầu tiên kết hợp của cặp đôi này. Trên sân khấu của Việt Nam Top Hit, tiết mục này cũng được dàn dựng đặc biệt và sinh động với hình ảnh hàng cây trước sân nhà đầy lãng mạn. Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương lọt vào Top Hit tuần này còn có Tạm Biệt Người Anh Yêu của Khánh Phương. Với thế mạnh phong cách nhạc pop ballad, dù là ca khúc buồn nhưng Tạm Biệt Người Anh Yêu mang giai điệu có phần sôi động và mạnh mẽ. Đặc biệt là phần rap của ca khúc cũng được chính Khánh Phương thể hiện. Làm mưa làm gió và càn quét hầu hết tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc, không thể không kể đến sau tất cả của Eric ST319. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, nhưng chỉ với cú hit đầu tiên, sau tất cả đã đưa Eric trở thành cái tên sáng giá và là tiềm năng của showbiz Việt. Trên sân khấu Việt Nam Top Hit, một lần nữa sau tất cả được Eric thể hiện bằng chất giọng truyền cảm và ấm áp, khiến người nghe một lần nữa không khỏi xúc động mỗi khi lắng nghe ca khúc này. Eric, chuyên mục Gương Mặt Mới sáng tác mới giới thiệu sự kết hợp lần đầu tiên của cặp đôi Phan Chí Thành và Yến Lê là những thí sinh bước ra từ các cuộc thi âm nhạc. Phan Chí Thành và Yến Lê sở hữu chất giọng tốt và truyền cảm đặc biệt là ca khúc Bờ Vai Anh Là Của Riêng Em, là một sản phẩm âm nhạc mới đánh dấu sự kết hợp lần đầu của cả hai. Phan Chí Thành và Yến Lê. Việt Nam Top Hit số 30 phát sóng vào lúc 20:30 ngày 6 tháng 4 năm 2016 trên kênh G1 TV VTV K17 qua sự dẫn dắt của hai VG Vân Trang, Hamlet Trương với những bình luận sôi nổi cùng các câu chuyện phía sau các ca khúc hit. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!